Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Giúp bạn thân vịt hóa thiên nga, hai cô gái nhận kết thúc bi thảm, 3 năm sau mới tìm ra chân tướng. Mùa hè năm 2003, tại một ngôi nhà ở thành phố Clear Lake thuộc bang Texas, Mỹ, bốn nạn nhân bao gồm Rachel Cole Rodis, Tiffany Rowell, Marcus Pisella và Adelba Sanchez đã bị bắn chết. Sau khi gây án, tên sát nhân đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng phải đến 3 năm sau, tức năm 2006, nhờ một lời tố cáo nặc danh, thủ phạm mới được xác định và truy bắt. Đau lòng hơn, khi biết rằng kẻ nổ súng lấy mạng bốn nạn nhân lại chính là người bạn thân của họ, Christine Bolila. Tại thời điểm xảy ra án mạng, ngày 18 tháng 7 năm 2003, cô ta chỉ mới là một thiếu nữ 17 tuổi. Đồng phạm của Bolila là gã bạn trai Christopher Snyder. Christine Marie Bolila sinh ngày 31 tháng 3 năm 1986 tại Long Island, New York. Cha Christine qua đời trong một vụ tai nạn xây dựng khi cô ta mới 2 tuổi. Mẹ của Christine, bà Lori Polilla, sau đó đã đưa cả gia đình đến vùng ngoại ô Houston để sinh sống. Khi còn học mẫu giáo, Christine được chẩn đoán mắc chứng rụng tóc, một tình trạng khiến tóc, lông mày và lông mi của cô bị rụng. Không những thế, cô còn phải đeo một chiếc kính cận, dày cộp do thị lực kém. Với ngoại hình đó, Christine trở thành mục tiêu của những trò đùa, trêu chọc tàn nhẫn từ bạn bè đồng trang lứa. Trong suốt những năm đi học, dù đã cố gắng đổi tóc giả và chăm chỉ vẽ lông mày hàng ngày, nhưng Christine luôn luôn phải đối mặt với việc bị bắt nạt. Dần dần cô ta trở thành một đứa trẻ vô cùng tự ti và nhút nhát. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, mẹ của Christine, bà Lori, đã chia sẻ nỗi đau mà con gái mình phải trải qua. Điều đó thật tàn khốc, con bé có thị lực kém, lúc nào nó cũng phải đeo một chiếc kính dày. Con bé luôn bị bạn học buôn lời chế giễu. Những đứa trẻ trong trường học thường có một trò đùa là lén đi sau lưng Christine rồi kéo bộ tóc giả ra khỏi đầu nó. Chứng kiến cảnh tượng đó thực sự vô cùng đau lòng. Sau khi bố mất, gia đình chuyển đến sống tại Houston. Christine đã theo học tại trường trung học Clear Lake. Tại đây cô ta có hai người bạn thân là Rachel Colorodis và Tiffany Rowell. Chính Rachel Colorodis và Tiffany Rowell đã giúp Christine thay đổi ngoại hình bằng cách trang điểm và mặc trang phục đẹp hơn để hòa nhập hơn với các bạn cùng trang lứa. Nhờ sự giúp đỡ này, Christine từ một nữ sinh tự ti về ngoại hình đã trở thành hoa khôi và được các bạn cùng lớp công nhận. Cùng lúc đó, Christine bắt đầu hẹn hò với Christopher Lee Snyder, một thanh niên 21 tuổi. Tuy nhiên, mẹ và cha dượng của cô ta không đồng tình với mối quan hệ này. Cả hai cô bạn thân, Rachel và Tiffany cũng vậy, bởi Christopher là một người có tiền án tiền sự. Hơn nữa, anh ta lại nghiện ma túy. Điều gì đến cũng sẽ đến. Nỗi lo lắng của mẹ Christine cũng đã trở thành hiện thực khi con gái của bà cũng bắt đầu sử dụng ma túy. Tuy nhiên, Christine vẫn ngoan cố không chịu rời bỏ Christopher. Vào ngày 18 tháng 7 năm 2003, Christine và bạn trai Christopher Snyder đến thăm nhà của Tiffany Rowell ở Clear Lake City. Tại đây còn có Michael Rodis, bạn trai của Tiffany là Marcus Priscilla và anh họ của Marcus là Adelba Sanchez. Kế hoạch ban đầu của Christine và Christopher chỉ đơn giản là trộm ma túy trong nhà và rời đi. Nhưng buổi tối mùa hè đó đã trở nên đen tối khi giữa Christopher và Marcus xảy ra tranh cãi. Những lời cãi vã đã đẩy mâu thuẫn thêm gay gắt. Kết cục là Christopher và Christine bắt đầu nổ súng. Không rõ ai đã giết ai, nhưng theo điều tra, cặp đôi này đã bắn tổng cộng ít nhất 40 phát đạn. Trên người cả bốn nạn nhân đều có nhiều vết đạn. Sau loạt súng nổ, Rachel vẫn sống sót. Cô cố gắng bò qua vũng máu của chính mình để lấy điện thoại và gọi 911. Nhưng khi Christopher thấy cô vẫn còn sống, hắn đã lao đến và đánh cô đến chết bằng bán súng, mặc cho Rachel kêu la. Chưa đầy một giờ sau khi thực hiện vụ giết người, Christopher chở Christine đến Walgreens. Tại đây, Christine lại bắt tay vào công việc của mình là một thợ trang điểm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Theo trang báo địa phương Houston Chronicle, ban đầu cảnh sát nghi ngờ vụ án có liên quan đến ma túy. Tuy nhiên do thiếu bằng chứng nên phải 3 năm sau, tức là năm 2006, sự thật mới được phơi bày. Christine và Christopher chia tay nhau năm 2004 sau khi anh ta bị tống vào tù vì tội ăn trộm ô tô. Còn Christine thì phải vào trại cai nghiện ở Texas.
Cũng chính tại đây, cô đã gặp chồng của mình là Stanley Justin Roth. Rời trại cai nghiện, Christine và Stanley đã tổ chức hôn lễ vào tháng 3 năm 2005. 4 tháng sau, đúng vào ngày vụ thảm sát Lilac xảy ra được 2 năm, Christine tình cờ xem được tin tức về vụ án trên TV. Khi nhìn phát thảo về nghi phạm, cô ta đã thú nhận với Stanley về toàn bộ lỗi lầm của mình và tình cũ. Ngay sau đó, hai người đã rủ nhau lẩn trốn, họ sống trong một phòng trọ ở San Antonio. Một năm sau, năm 2006, phía cơ quan cảnh sát bất ngờ nhận được một lời tố cáo nạc danh. Người tố cáo cho biết anh ta đã gặp Christine tại trại cai nghiện và cô ta từng thú nhận rằng đã sát hại 4 nạn nhân trong vụ thảm sát Lilac. Dựa trên thông tin này, giới chức trách đã bắt giữ Christine Bolila bên ngoài phòng trọ của cô ta. Lúc này, người tố cáo nạc danh mới được tiết lộ, anh ta chính là Stanley, chồng của Christine. Stanley khai với cảnh sát về lời thú tội của vợ mình. Khi bị thẩm vấn, Christine đổ toàn bộ trách nhiệm lên bạn trai cũ Christopher. Á cho rằng chính Christopher đã nảy ra ý tưởng giết bạn bè của mình, nhưng đến cuối cùng cả hai đều bị buộc tội giết người. Christopher sau khi biết được hành vi của mình đã bị phát hiện, hắn tự kết liễu đời mình vào tháng 8 năm 2006. Tháng 10 năm 2008, Christine bị kết án với 4 tội giết người. Vì vào thời điểm phạm tội còn là trẻ vị thành niên, nên cô ta đã tránh được án tử hình, thay vào đó phải nhận bản án chung thân. Vụ án đã khép lại, nhưng câu hỏi mà nhiều người vẫn thắc mắc đó là tại sao Christine lại làm điều đó? Christine Bolila chưa bao giờ lên tiếng xin lỗi tới các nạn nhân và cũng chưa bao giờ khai ra động cơ. Theo bác sĩ tâm thần Gail Sayles, hành động của Christine bắt nguồn từ lòng ghen tị với những người bạn của mình. Không thể phủ nhận, bạn thân của cô ta, Rachel, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp,